Trung Tường Auto, vua gầm cao xin gửi lời chào tới quý anh chị đã tới kênh của Trung Tường Auto. Và nếu anh chị là lần đầu tiên đến với kênh thì anh chị hãy dành cho kênh một like và một đăng ký kênh để có thể được nhanh nhất và cập nhật nhất những thông tin mà Trung Tường Auto muốn chia sẻ. Thay vì những clip giới thiệu và chào bán những mẫu xe đã qua sử dụng gầm cao tại 495 đường Hoàng Quốc Việt, và ngày hôm nay xuất phát từ là một cái băn khoăn của khách hàng khi tới với Trung Tường Auto, đó chính là rất yêu thích dòng Hyundai Santa Fe nhưng không biết là nên lựa chọn là máy xăng hay máy dầu. Và đó chính là lý do mà Trung Tường Auto muốn giới thiệu và chia sẻ tư vấn với quý anh chị trong khuôn khổ video này. Đầu tiên, về mặt kích thước, về mặt thiết kế, ngôn ngữ thiết kế thì giữa máy xăng và máy dầu đều có thiết kế và được trang bị là tương đồng giống nhau. Về mặt kích thước thì những chiếc xe Hyundai Santa Fe này cũng có như là chiều dài, chiều rộng và chiều cao là giống nhau. Như vậy, nếu anh chị đã yêu thích Hyundai Santa Fe thì chúng ta có thể thấy nếu như mà cái sự lựa chọn là nó có thể là máy xăng hay máy dầu thì chúng ta hoàn toàn có thể được là đem tới cho chúng ta là một không gian sử dụng là giống nhau, tiện ích được trang bị và cung cấp cho chúng ta là tương đồng nhau, đúng không ạ? Chỉ có khác biệt là nếu như các anh chị đang phân vân giữa là phiên bản cũ hay phiên bản mới, thì ở đây giữa phiên bản cũ phiên bản mới thì với Trung Tường Auto có chia sẻ với quý anh chị trong khuôn khổ video này, đó là hai chiếc xe Hyundai Santa Fe, một chiếc xe sản xuất năm 2020 và một chiếc xe sản xuất năm 2021 form dáng mới. Thì ở form dáng mới thì chiếc xe Hyundai Santa Fe có là kích thước là dài, rộng, cao là cao hơn so với cả là gì, có kích thước là lớn hơn so với cả phiên bản cũ. Tuy nhiên, chiều dài cơ sở của phiên bản cũ và phiên bản mới đều là giống nhau. Như vậy, với chiều dài cơ sở thì cũng đem tới cho chúng ta đó là cái không gian ngồi của chúng ta trong không gian nội thất cũng sẽ là rộng rãi, đúng không ạ? Tuy nhiên, chúng ta sẽ cùng phân tích xem là nên lựa chọn là động cơ xăng hay động cơ dầu trong cùng một model. Chẳng hạn đây là model của 2019 của Hyundai Santa Fe. Thì chúng ta có thể thấy là về mặt dung tích xi lanh thì những chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu sử dụng dung tích xi lanh đó là 2.2, trong khi là máy xăng sử dụng động cơ đó là dung tích xi lanh là 2.4 lít, đúng không ạ? Tuy nhiên, với một chiếc xe máy dầu, dung tích xi lanh này nhỏ hơn nhưng lại đem lại cho là mô men xoắn cũng như là công suất lớn hơn. Bên cạnh đó nữa thì với một chiếc xe máy dầu Hyundai Santa Fe bản cao cấp và bản đặc biệt thì những chiếc xe này được sử dụng đó chính là hộp số tự động 8 cấp đối với bản là máy dầu, còn ở máy xăng đó chính là hộp số tự động là 6 cấp. Và điều này cho thấy là nếu ai thích cái cảm giác lái cũng như là cái khả năng vận hành mạnh mẽ hơn thì chúng ta có thể lựa chọn đó là động cơ dầu với là công suất và mô men xoắn lớn hơn so với cả những chiếc xe là động cơ máy xăng. Và chuyển sang thế hệ mới thì những chiếc xe máy xăng hay những xe máy dầu thì được sử dụng hệ thống động cơ mới, đó là hệ thống động cơ Smart Trim. Với hệ thống động cơ Smart Trim ở trên thế hệ mới này thì sẽ giúp cho là khối lượng của động cơ được là nhẹ hơn. Bên cạnh đó nữa thì cái việc là giảm thiểu ma sát thì cũng đem tới cho độ bền, tăng cái độ bền của những thế hệ động cơ mới trên Hyundai Santa Fe. Nhưng là chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng hay phiên bản máy dầu thì ở thế hệ mới thì công suất của chiếc xe phiên bản máy dầu vẫn là lớn hơn so với cả chiếc xe máy xăng, cũng như là mô men xoắn cũng lớn hơn. Điểm đầu tiên khi chúng ta vào không gian khoang nội thất của chiếc xe Hyundai Santa Fe 2021 đó chính là không còn là cần số truyền thống. Và ở thế hệ mới thì chiếc xe phiên bản máy xăng đang sử dụng đó là hộp số tự động là 6 cấp, còn chiếc xe phiên bản máy dầu sẽ sử dụng hộp số đó chính là hộp số tự động 8 cấp. Và ở thế hệ mới, những chiếc xe động cơ dầu sẽ được trang bị thêm là 3 chế độ đi địa hình, đó là đi đường tuyết, đường bùn và đường cát sỏi, giúp cho những chiếc xe của động cơ dầu sẽ có khả năng vận hành linh hoạt ở trên nhiều địa hình. Hyundai Santa Fe đang được phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản cho là mỗi loại động cơ xăng và động cơ dầu, đó chính là bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt và bản cao cấp. Ở mỗi phiên bản máy dầu thì bao giờ cũng sẽ là có giá cao hơn so với phiên bản máy xăng khoảng tầm là 100 triệu. Vậy chúng ta sẽ đi cùng đi tìm xem là chi phí để vận hành cho chiếc xe phiên bản máy xăng với phiên bản máy dầu là như thế nào, và chúng ta hãy cùng đặt một bài toán. Đầu tiên, chúng ta có thể thấy được là mức tiêu hao nhiên liệu giữa máy xăng và máy dầu. Với một chiếc xe máy xăng sẽ tiêu tốn khoảng tầm 8,6 lít cho 100 km, và máy dầu khoảng 6,6 cho 100 km đường hỗn hợp. Như vậy, nếu như chúng ta đi là khoảng 100.000 km thì máy dầu sẽ tiết kiệm cho khoảng là 20 triệu, và nếu như chúng ta đi khoảng tầm 500.000 km thì máy dầu sẽ giúp bạn tiết kiệm khoảng là 100 triệu bằng chính số tiền chênh lệch ban đầu mà khi bạn mua với cả máy xăng. Về chi phí bảo trì bảo dưỡng thì chúng ta có thể thấy là thiết kế của động cơ dầu đó chính là không có bộ chế hỏa khí, không có buji đánh lửa, mà thay vào đó là buji sấy.
và với chi tiết của động cơ máy dầu sẽ bị ít hỏng vặt hơn, nhưng mà chi phí bảo trì bảo dưỡng lại cao hơn. Lý do bởi vì là máy dầu sẽ cần phải thực hiện một cái việc là bảo trì bảo dưỡng một cách là nghiêm chỉnh và thực hiện theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất, cộng với là việc là đội ngũ thợ phải có tay nghề cao khi mà chăm sóc bảo trì bảo dưỡng cho những chiếc xe động cơ dầu của Hyundai Santa Fe. Còn với động cơ xăng thì mặc dù là có thể là hỏng vặt nhiều hơn, nhưng chi phí bảo trì bảo dưỡng và thay thế thì lại rẻ hơn so với cả những chiếc xe động cơ dầu. Mặc dù động cơ dầu của Hyundai Santa Fe đã hạn chế mùi so với cả các cái dòng động cơ dầu của các hãng khác, tuy nhiên với những người nhạy cảm và dễ say xe thì chúng ta cũng có thể thấy là mùi của động cơ dầu cũng dễ đem đến cho người ta cái cảm giác không thích thú. Những chiếc xe Hyundai Santa Fe sử dụng động cơ xăng sẽ đem tới cho người dùng cảm giác đó là êm ái, vận hành mạnh mẽ, khả năng bứt tốc một cách mượt mà, dù hộp số tự động được trang bị đó là 6 cấp. Vậy nên nếu như bạn đang tìm cho mình một chiếc xe Hyundai Santa Fe sử dụng cho gia đình và quãng đường di chuyển của bạn là không nhiều, thì bạn có thể lựa chọn cho mình một chiếc xe là động cơ xăng dù mức tiêu hao nhiên liệu là lớn hơn so với động cơ dầu. Còn với động cơ dầu thì với những ai mà thường xuyên di chuyển đường dài và đặc biệt là chúng ta có quãng di chuyển lớn trong một tháng thì chúng ta có thể là lựa chọn cho mình một chiếc xe Hyundai Santa Fe sử dụng động cơ dầu với mức tiêu hao nhiên liệu là thấp hơn, mặc dù là chi phí bảo trì bảo dưỡng là cao hơn. Và Trung Thực Auto thì hiện đang có rất nhiều những mẫu xe Hyundai Santa Fe đang được bày bán tại 495 đường Hoàng Quốc Việt. Anh chị có thể đến với Trung Thực Auto trong khoảng thời gian là từ 8 giờ sáng cho đến 22 giờ hàng ngày để có thể là trải nghiệm và lái thử những mẫu xe Hyundai Santa Fe, ở đó có thể là những xe động cơ xăng hoặc cũng có thể là động cơ dầu, để có thể thêm góc nhìn cũng như sự trải nghiệm để đưa ra quyết định mua sắm của mình. Và một chiếc xe SH150i đó chính là phần quà của Trung Thực Auto dành cho những khách hàng khi đến với Trung Thực Auto để xem xe, trải nghiệm cũng như là những khách hàng sử dụng cái sản phẩm này bằng những lá thăm may mắn. Rất hy vọng rằng sẽ được phục vụ quý anh chị trong thời gian gần nhất, và cũng như chúc quý anh chị sẽ được may mắn khi đến với Trung Thực Auto tại địa chỉ 495 đường Hoàng Quốc Việt. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hết video. Và anh chị còn băn khoăn và cần tư vấn những nội dung như thế nào thì anh chị có thể để lại ý kiến trong phần là bình luận, để Trung Thực Auto sẽ cùng tìm hiểu và cùng đưa ra góc nhìn để giúp cho quý anh chị có thể lựa chọn cho mình một chiếc xe ưng ý với một khoản đầu tư hợp lý khi đến với Trung Thực Auto. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị trong những lần giới thiệu và tư vấn những mẫu xe tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.